Xin chào tất cả các mẹ. Thì từ lúc mà mình mang thai á, thì mình đã tìm hiểu rất là kỹ về các loại nôi củi để có thể chào đón đứa con của mình. Và sau rất là nhiều lần cân nhắc và chọn lựa thì cuối cùng là mình đã chọn Chilex để đồng hành cùng với con của mình. Bởi vì mình thấy là Chilex không chỉ là một cái nôi củi có thể cho bé ngủ vào những lúc mà ở giai đoạn đầu đời, mà còn có thể theo bé ở những cái chặng đường tiếp theo của cuộc đời sau này nữa. Và con mình thì đến nay đã được 3 tháng rưỡi tuổi rồi, thì mình nhận thấy là Chilex thực sự là một người bạn tốt, bởi vì giúp cho bé có một cái giấc ngủ rất là ngon. Và Chilex, cái nôi củi này cũng có thể giúp cho mình cho bé bú ở trên đó nè, mình thay tã cho bé nè, thậm chí có thể là mình chơi đùa với bé trên đó nữa, rồi mình đưa bé đi khắp xung quanh nhà, thậm chí là mình đưa ra ngoài sân để cho bé thay đổi cái không gian luôn. Và đặc biệt đến thời điểm này mình thích nhất đó chính là mình có thể ghép được cái nôi của con á sát với cái giường của mình, để đêm khuya là mình có thể trở mình, rồi mình theo dõi bé như thế nào, rồi mình cũng có thể thay tã cho bé bú, rồi mình nhìn sang á là mình đã thấy con rồi. Mình thật sự rất là yên tâm và cũng rất là hài lòng về Chilex. Đặc biệt đó chính là cái chế độ chính sách bảo hành của Chilex thì rất là tốt luôn. Các bạn nhân viên á cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm mình là: "Ừ chị ơi, trong quá trình chị sử dụng á thì chị thấy là nôi của em như thế nào, có vấn đề gì không?" Rồi các bạn cũng tư vấn cho mình những cái cách sử dụng đúng. Rồi bên cạnh đó thì còn tìm hiểu xem là mình có gặp cái khó khăn gì, cái trở ngại gì thì các bạn cũng kịp thời giúp đỡ. Và trong cái video clip này thì mình thật sự rất cảm ơn Chilex, bởi vì thật sự mình rất cảm ơn Chilex bởi vì cái số tiền mà mình bỏ ra nó thật sự xứng đáng với cái giấc ngủ của con mình sau này. Các mẹ ơi, hãy đồng hành cùng với Chilex nhé.